Xin chào, mình là Bảo Ngọc từ YouTube B Channel. Và mình vừa phát hiện ra một cái sự thật về khả năng sinh đẻ của những hãng smartphone. Ví dụ như là hãng Asus đi, thì họ kiểu là sinh sản hơi bị chậm kế hoạch đấy. Tức là một thời gian dài yên ắng, sau đó mới trồi lên một em và trồi lên một em. Còn những hãng như là Apple lại là vô cùng đúng kế hoạch, cứ đúng ngay tháng 9, bèm bèm bèm, cứ thế mà tiếp diễn. Còn về Samsung ấy, thì mình thấy là cái hãng này thì họ khá là theo cái kiểu mà sinh sản vượt kế hoạch. Tức là như là năm 2018 này đi, là chúng ta mới chỉ vào tháng 7 thôi, nhưng mà họ đã ra mắt được khá là nhiều smartphone rồi. Ví dụ như là Samsung S9, là S9 Plus, rồi A6, A6 Plus, J4, J6, J8 và mới nhất là A8 Star nữa. Và hôm nay thì mình sẽ dành cái spotlight cho các em sinh sau đẻ muộn, đó chính là A8 Star. Và mình thấy là đúng như cái tên gọi của nó thì nó chính là một cái ngôi sao mới trong phân khúc cận cao cấp của Samsung, với thiết kế khá là đẹp mắt cũng như là camera ưu việt. Và A8 Star hứa hẹn là sẽ mang lại những cái trải nghiệm vô cùng mới mẻ và độc đáo cho người dùng. Còn mới mẻ và độc đáo như thế nào thì hãy cùng xem tiếp video các bạn nhé. Đầu tiên là A8 Star sẽ có một thiết kế vô cùng là đẹp mắt và sang trọng. A8 Star đã trở về với cái thiết kế đặc trưng của dòng A là khuôn kim loại cứng cáp và mặt lưng bằng kính. Mặt lưng bằng kính thì nó vừa là một cái ưu và vừa là nhược điểm của máy. Ưu điểm là máy sẽ có một cái thiết kế đẹp miễn bàn, nhưng mà còn về nhược điểm nó khá là dễ bám vân tay, mồ hôi. Và một cái tip cho các bạn là các bạn có thể chọn cái phiên bản màu trắng để mà hạn chế lộ rõ cái điểm yếu này. Còn một nhược điểm nữa đó chính là về cái mặt lưng kính thì nó khá là dễ vỡ khi mà va chạm. Nếu các bạn sử dụng máy thì hãy nhớ là cẩn thận nhé. Và máy khi mà cầm trên tay mình thấy cũng khá là ấn tượng, bề dày chỉ là 7,6mm, tạo cảm giác nó rất là gọn nhẹ và thanh lịch. Và ngoài ra thì khi mà cầm trên tay mình liên tưởng cái phần nào đến là dòng Note mạnh mẽ. Biết đâu thì thiết kế của Note 9 nó cũng sẽ tương tự như em A8 Star này thì sao? Và nếu thật sự đó là sự thật thì mình thấy là các bạn sẽ khá là hời đấy, bởi vì mình sẽ không sợ là mình bị thua thiệt hay là đi xa thời đại lắm đâu. Và thứ hai là chúng ta sẽ có một cái màn hình to bự mang lại trải nghiệm vô cùng thoải mái. Các bạn sẽ có màn hình khá là khủng, 6,3 inch. Mình thấy là kích thước này nó sẽ ngang ngửa với lại Note 8 và S9 Plus. Chính vì thế cái không gian màn hình nó cũng vô cùng là rộng rãi khi mà chúng ta xem phim hay là chơi game. Và màn hình đạt độ phân giải là Full HD Plus, trên tấm nền là Super AMOLED, cho lại cái màu sắc hiển thị nó rất là rực rỡ và sống động. Và nếu như bạn lo lắng là em A8 Star sẽ không lọt vừa túi quần thì cũng nên yên tâm nhé. Bởi vì A8 Star có một cái thiết kế theo tỷ lệ màn hình là 18:9, cũng như là xu hướng màn hình tràn cảnh, nên là kích thước của nó cũng chỉ tương đương với chiếc điện thoại iPhone 7 Plus mà thôi. Và điểm thứ ba là máy sẽ có một cái hiệu năng vô cùng là mượt mà trơn tru, cũng như là xử lý đa nhiệm tốt. A8 Star được trang bị con chip là Snapdragon 660. Và nói thêm một chút về con chip này thì hiệu năng của nó được đánh giá là ngang ngửa với những con chip 800 series của Qualcomm. Cụ thể là Qualcomm cũng đã cam kết rằng Snapdragon 660 sẽ gần như ngang ngửa với Snapdragon 885. Và nếu như là bạn thử Google về hai em này thì bạn cũng có thể thấy được cái điều này nhờ vào cấu hình của nó. Ngoài ra thì điểm benchmark của 660 cũng ngang ngửa với lại là 820, và có khi nó cũng gần bằng với 835 nữa đấy. Và đi kèm với con chip Snapdragon 660 sẽ là 4GB RAM và 64GB ROM. Và cái hiệu năng mình đánh giá trên AnTuTu của em này đó chính là 142.000 điểm, một con số cũng khá là ấn tượng. Chính vì thế các bạn sẽ rất là yên tâm khi mà những cái thao tác hàng ngày chúng ta sẽ vô cùng là mượt mà, nhanh chóng, cũng như là các bạn chiến game cũng không phải lăn tăn gì quá đâu. Và đặc biệt là nếu mà mình mua xong mình xài cỡ 2-3 năm nữa thì cũng sẽ không có cái hiện tượng là giật lắc gì, bởi vì em Snapdragon 660 hoạt động cũng khá là ổn định đấy. Và điểm thứ tư của em A4 Star này đó chính là nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm chụp ảnh tối ưu cho người dùng, bởi vì nó được trang bị camera kép khẩu độ lớn cũng như là camera selfie chất lượng vô cùng cao. Máy có cụm camera kép phía sau 24MP và 16MP f1.7, khẩu độ lớn f1.7 giúp bắt được hình ảnh rõ nét, sắc sảo trong mọi điều kiện ánh sáng. Camera tích hợp với công nghệ xóa phông chủ động Live Focus cho phép các bạn có thể điều chỉnh được độ sâu trường ảnh trước và sau khi chụp ảnh. Kèm theo đó là một cái chế độ bokeh nghệ thuật thì các bạn có thể tùy chỉnh được là cái đốm bokeh tròn thành những hình ảnh như là hình ngôi sao, nốt nhạc, trái tim, máy bay, vô cùng là độc đáo. Còn về phần camera selfie sẽ có độ phân giải lên đến 24MP, đảm bảo cho các bạn là những cái bức hình selfie chúng ta nó vô cùng sắc nét. Kèm theo đó là một loạt những tính năng khá là hữu ích,
Nổi bật đó chính là tính năng Smart Beauty sẽ là làm đẹp chủ động, Pro Lighting sẽ giúp các bạn tinh chỉnh ánh sáng chuyên nghiệp và Selfie Focus là xóa phông chỉ với một camera. Và với việc trang bị cho em A8 Star một cái camera khá là ưu việt như vậy thì chứng tỏ là Samsung đã rất là tinh ý để bắt kịp được cái xu hướng của người dùng trẻ hiện tại. Và camera của em này thì mình thấy là nó cũng sẽ ngang ngửa những camera của những chiếc điện thoại cao cấp luôn đấy. Và vừa rồi chính là 4 điểm mình thấy là nó sẽ mang lại những cái trải nghiệm vô cùng là mới mẻ độc đáo cho các bạn cho cái điện thoại A8 Star. Và tổng kết lại thì A8 Star sẽ rất phù hợp cho những bạn thích cái điện thoại có màn hình to đẹp nè, cũng như là cấu hình vừa đủ và đặc biệt nhất là camera vô cùng ấn tượng. Còn bạn nào đang thắc mắc về giá của chiếc điện thoại A8 Star thì hãy nhanh chóng tham khảo ngay đây nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. À và hãy nhớ là nếu các bạn thấy yêu thích video này thì hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh YouTube channel nữa nha. Bye bye.